kính chào quý vị, mời quý vị nghe một bài viết về thằng thằng quả đen Đinh Hữu Thoại. Thằng này là một ngày nó viết rất nhiều cái tốt để gọi là chửi xéo chính quyền, chửi xéo chế độ. Và bài viết này của bác Du Nguyên, bác sống ở Hà Lan, bác đăng trên Facebook của bác và Facebook của Ly. Và mời quý vị nghe bài viết nói về thằng quả đen Đinh Hữu Thoại. Thằng này chính là cái thằng đang điều khiển trang Thanh Niên Công Giáo, thưa quý vị. Linh mục Đinh Hữu Thoại: bênh hay chống nhà nước là quyền của mỗi người. Chống như tay linh mục Đinh Hữu Thoại thì hơi ngu. Một cái ngu thứ nhất, so sánh số chích ngừa giữa Mỹ và Việt Nam, không ai điên so sánh giữa Mỹ và Việt Nam. Người có trí họ so sánh Mỹ với các nước tiên tiến như Anh, Pháp, Mỹ, Đức, vân vân. Hai, cái ngu bất lương thứ hai là khi đã so sánh Mỹ với Việt Nam thì phải so sánh cả số người chết và nhiễm COVID-19. Theo thống kê ngày 6 tháng 1 năm 2021, chết và nhiễm COVID-19 ở Mỹ là 5.594.603 người, nhiễm 32.266.191 người. Việt Nam chết 48 người, nhiễm 7.572 người. Có nguồn nha quý vị. Không ai khinh rẻ một nước nghèo. Cái đáng khinh rẻ là bất lương, thiếu đạo đức. Về mặt tiêu cực này thì không ai bằng nhà nước Vatican và bộ máy nhà nước chúng nó. Linh mục ngu và bất lương như thế không sợ giáo dân cười hay sao? Đánh giá góc nhìn dưới đây của ông Đỗ Cao Bảo, thành viên hội đồng quản trị tập đoàn FPT, về cuộc chiến chống dịch COVID-19 đã nhận được nhiều ý kiến chia sẻ và đồng cảm. Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả và đã đăng trên trang cá nhân. Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc. Gần đây chúng ta hay nhận được, ở đây là lời của cái ông giám đốc tập đoàn FPT. Mời quý vị nghe. Và tại sao có bài viết này thì đây, thằng quả đen Đinh Hữu Thoại nó ghi như vậy quý vị. Đời người đời hơn nhau chỉ cái hộ chiếu. Ở Mỹ chích ngừa miễn phí còn được trúng thưởng, ở Việt Nam chả biết nó sẽ chích cái gì cho mình mà phải đưa tiền trước cho nó. Một là bị lừa mất tiền, hai là thuốc dòm, tóm lại là tiền cao cháo múc nhẹ chú phình. Đó là nó ghi dậy. Và nó ghi tiếp một cái tựa, nó là chính phủ Mỹ thì năn nỉ dân đi tiêm vaccine, còn chú phỉnh Việt Nam thì đang năn nỉ dân đóng góp tiền mua vaccine. Đời đôi khi hơn nhau chỉ cái quốc tịch. Đó là cái những cái tút của thằng quả đen súc sinh Đinh Hữu Thoại, và vì vậy mới bài viết này. Mời quý vị nghe tiếp nha. Góc nhìn dưới đây của ông Đỗ Cao Bảo, thành viên hội đồng quản trị tập đoàn FPT, về cuộc chiến chống dịch COVID-19 đã nhận được nhiều ý kiến chia sẻ và đồng cảm. Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả và đã đăng trên trang cá nhân. Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc. Đây là lời của ông thành viên của tập đoàn FPT nè quý vị. Gần đây chúng ta hay nhận được những lời than vãn. Trong khi nhiều nước Âu, Mỹ đã tiêm vaccine được trên 50% dân số, họ gần đạt miễn dịch cộng đồng, thì Việt Nam chúng ta vẫn đang oằn mình chống dịch. Cuộc sống của họ sắp trở lại bình thường, họ sắp sướng rồi, còn chúng ta vẫn đang chạy theo truy vết, cách ly, giãn cách xã hội. Chúng ta chỉ thắng một trận chiến, còn họ thắng cả cuộc chiến. Đó là lời của cộng đồng mạng. Và đây là lời của cái bác ở SBBT. Tôi muốn viết đôi dòng cho những ai đã, đang và sắp than vãn, chê trách, so sánh như trên.
dù đã viết ra, nói ra hay chỉ là trong suy nghĩ trong đầu mấy điều tâm huyết sau. Hãy nhớ lại suốt 10 năm tháng qua, các quốc gia ấy đã oằn mình chống dịch, đã phải lockdown, lệnh đóng cửa cả nước, cả thành phố nhiều lần, mọi hoạt động gần như bị đình trệ. Còn chúng ta, hầu hết người dân vẫn được sống cuộc sống bình thường, đi làm, đi ăn nhà hàng, đi cà phê, đi thăm bạn bè, thăm người thân, đi dã ngoại, đi về thăm quê, thậm chí đi xem bóng đá nữa. Nên nhớ 15 tháng nhé, không ít đâu. 15 tháng ấy quý giá lắm, hãy trân trọng nó, hãy tri ân những người đã gìn giữ cho chúng ta 450 ngày thanh bình ấy. Đừng quên rằng các quốc gia ấy đã trải qua một năm 2020 kinh tế tồi tệ, tăng trưởng âm, ít thì 2,8% đến 3,5%, vừa thì 5,4% đến 8,2%, còn nhiều thì 9,9% đến 11%. Còn chúng ta, kinh tế tăng trưởng dương 2,9%, thuộc nhóm quốc gia tăng trưởng cao nhất thế giới. Và đừng quên rằng quý 1 năm 2021, Việt Nam chúng ta tăng trưởng 4,48%, cao nhất Đông Nam Á, trong khi một số nước khác vẫn tiếp tục tăng trưởng âm. Cách đây có mấy ngày thôi, sản phẩm rating vẫn dự báo năm 2021 kinh tế Việt Nam tăng trưởng dương 8,5%. Đừng quên rằng đến giờ phút này các quốc gia ấy đã có đến 500 đến 700 ngàn người, hàng triệu, thậm chí vài chục triệu người đã bị nhiễm COVID-19. Mà cho đến bây giờ, nền y học thế giới vẫn chưa biết rõ hậu quả lâu dài ảnh hưởng đến sức khỏe của những người nhiễm COVID như thế nào. Đừng quên rằng, đến giờ phút này, các quốc gia ấy, tính riêng mỗi quốc gia, đã có đến 20 đến 30 ngàn, thậm chí là 70, 80 ngàn hay 120 ngàn, thậm chí là 600 ngàn người đã vĩnh viễn nằm xuống vì COVID-19 quái ác, cao hơn 500 lần, thậm chí cao hơn 13 ngàn lần Việt Nam chúng ta. Mạng người quý lắm, không có gì có thể so sánh đâu. Thời điểm này, cả nước đang oằn mình chống chọi với đợt dịch bùng phát lần thứ tư. Bắc Giang, Bắc Ninh đang cần sự hỗ trợ giúp sức của cả nước. Hãy sát cánh với chính phủ, với ngành y tế, chung tay chống dịch, đẩy lùi và dập tắt dịch, để cả nước rảnh tay tập trung vào chiến dịch tiêm vaccine lớn chưa từng có. Hãy tin rằng rồi chúng ta cũng sẽ hoàn thiện tiêm chủng cho 70% dân số, đạt miễn dịch cộng đồng chậm nhất là cuối quý 1 năm 2022. Vâng, chúng ta có thể về đích chậm hơn một số nước như Âu Mỹ, cỡ 5 đến 6 tháng về tiêm vaccine để đạt miễn dịch cộng đồng. Chậm 5 đến 6 tháng, nhưng đổi lại 15 tháng bình an, đổi lại sinh mạng của người dân, đổi lại kinh tế không tăng trưởng âm, kinh tế vẫn tiến lên. Đấy là một sự đánh đổi rất đáng giá trị, rất sáng suốt. Thế cho nên, lúc này không phải là lúc than vãn, than thở, chê trách. Hãy nói lời cảm ơn từ đáy lòng đến chính phủ, đến ngành y tế, đến các bác sĩ, các điều dưỡng viên, các chiến sĩ quân đội, vân vân. Những người đã cho chúng ta có 15 tháng bình an giữa đại dịch toàn cầu, cho đất nước ta có cơ hội bứt phá vượt lên và rút ngắn khoảng cách về kinh tế với các quốc gia khác, tạo thế và lực mới cho những chặng đường tiếp theo. Đó là Thành Công Nguyễn.
Đó là một cái bài viết của bác, là một cái bài đăng của bác Du Nguyên, một Việt kiều đang sống ở Hà Lan. Và người ta thấy cái câu nói của thằng quả đen này, nó đăng trên Facebook, người ta phẫn nộ thôi quý vị. Nó nói lại quý vị, quý vị nhìn lại là nước Mỹ vừa qua, quý vị thấy nước Mỹ chết đến nỗi không chôn kịp, không thiêu kịp. Phải đi hỏi bác Cầm Nguyễn là phải cho vô bao ni lông, cho vô xe container lạnh để xử lý dần. Rồi quý vị thấy như là Ấn Độ hay ngay tại thủ đô nước Ý, là quý vị thấy người ta chết như vậy, trong khi Việt Nam mình kể cả đến bây giờ từ cái hội thánh Phục Hưng nó làm cho lây lan hàng trăm người, nhưng quý vị vẫn thấy Ly sống tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn bình yên vô sự. Vậy thì quý vị thấy với một thằng linh mục, nó đang sống hưởng được cái sự thái bình của đất nước Việt Nam, nhưng mà một ngày nó viết hàng chục cái tốt và nó chỉ có chửi xéo chính quyền. Ly đọc lại nhé. Đời hơn nhau chỉ cái hộ chiếu. Ở Mỹ chích ngừa miễn phí còn được trúng thưởng. Mà quý vị nhớ ở Mỹ là lúc trước là Việt Nam trị bệnh miễn phí, thì ở Mỹ trị bệnh tốn tiền nhé. Ở Việt Nam chả biết nó sẽ chích gì, chích cái gì cho mình. Tức là ý là có khi nhà nước Việt Nam sẽ chích thuốc độc vô cho nó đó. Ở Việt Nam chả biết nó sẽ chích cái gì cho mình, mà phải đưa tiền trước cho nó. Một là bị lừa mất tiền, hai là thuốc dòng. Túm lại là tiền trao cháo múc nhé chú Phỉnh. Nó gọi Việt Nam là chú Phỉnh, còn nó gọi Mỹ là chính phủ đó quý vị. Nó viết tiếp một cái nữa này. Chính phủ Mỹ thì năn nỉ dân đi tiêm vaccine, còn chú Phỉnh Việt Nam thì đang năn nỉ dân đóng góp tiền mua vaccine. Đời đôi khi hơn nhau chỉ cái quốc tịch. Quý vị nhớ tại sao đợt trước rất nhiều Việt kiều Mỹ mình muốn về Việt Nam không? Tại vì lúc đấy Việt Nam quá thanh bình, mà ngược lại nước Mỹ lại quá là nguy hiểm. Rồi Việt Nam ta cũng cố gắng để đi đưa những kiều bào mà có đủ điều kiện, ví dụ du học sinh, những người đi lao động ở Mỹ về, để bảo vệ những người đó. Và rồi khi về có những người bệnh thì được trị miễn phí. Đó quý vị thấy. Thì dĩ nhiên bây giờ nhà nước ta và kinh tế vẫn tăng trưởng dương, trong khi tất cả các nước số người chết nhiều và kinh tế tăng trưởng âm. Và đến lúc này cho dù ta đang phải vật lộn, nhưng mà ta thấy cái số người nhiễm và người chết thì quý vị cũng biết là rất là thấp so với thế giới đó. Mà cuối cùng là vì chúng nó là chỉ muốn bới rác, bới tro, bới rác để có cớ để chửi chính quyền đó quý vị. Cho nên là với những kẻ này, Ly quý vị thấy có nên là quét sạch nó ra khỏi đất nước không thưa quý vị? Lúc này là cần, lúc cần mà người dân cũng như chính phủ đồng lòng đồng sức để ta cùng vượt qua khốn khó, thì nó lại luôn gây chia rẽ, luôn gây cái sự nghi kỵ trong những người dân, đặc biệt là những con chiên của nó. Ly cho nên Ly rất là căm phẫn cái bọn quả đen, đặc biệt là bọn quả đen ở Thái Hà, ở Hà Tĩnh, Nghệ An vân vân. Đề nghị quý vị lên án mạnh mẽ cái thằng này cho Ly với. Chứ không thì đây, để Ly đọc tiếp mấy cái bình luận nhé quý vị. Một của bác Bình Nguyên, bác này cũng ở hải ngoại nhé quý vị. Giáo dân cười linh mục ngu, chả bao giờ có chuyện đó. Nếu giáo dân biết linh mục ngu thì họ đã chấm dứt theo Cato giáo từ lâu rồi. Đằng này họ vẫn nhắm mắt tin tưởng tuyệt đối vào lời các linh mục chủ chăn ngu ngốc. Nhưng khôn vặt, các con quả đen mà trong túi luôn đầy ắp các phong bì mà các cán bộ ban tôn giáo chính phủ biếu tặng trong các dịp lễ Giáng sinh hoặc Phục sinh. Một bạn tên là Hoàng Minh. Bác đúng là chỉ nhìn một hướng chứ không thấy cái ẩn phía sau. Về lý thì Thiên Chúa giáo cũng như bao tôn giáo khác được cho phép tồn tại và phát triển theo luật thế giới. Tại sao các đạo khác được chính quyền gửi thiệp phong bì mừng, mà khi chính quyền gửi cho Thiên Chúa giáo thì bác lại phê phán? Bác này sống ở nước ngoài cho nên bác nói cũng có cái không đúng.
À, em không bênh Thiên Chúa giáo, nhưng bác phải thấy chính quyền ta rất khéo léo, coi Thiên Chúa giáo như các đạo khác, dù các tôn giáo, dù các gì lãnh đạo chính quyền, ai cũng biết Thiên Chúa giáo là cánh tay nối dài của ngoại bang. Thiên Chúa giáo sẵn sàng quậy tanh bành khi ngoại bang yêu cầu, do đó không khéo thì trúng kế ngay. Đó là em này em hiểu này. Đó là mời quý vị nghe từng đó thôi. Bài này bác mới đăng lên cũng chưa có nhiều cái comment, nhưng mà chỉ cần tập trung lên án cái thằng súc sinh Đinh Hữu Thoại nha quý vị. Thằng này Ly nhắc lại, nó là tay chân của Việt Tân. Thằng Việt Tân chỉ đạo nó lập ra trang Thanh Niên Công giáo, và nó điều hành trang Thanh Niên Công giáo chuyên viết bài nói xuyên tạc về về đất nước. Quý vị gõ linh mục Đinh Hữu Thoại trên Facebook nó có đó quý vị. Kính chào quý vị.